Rồi em chào bà con nha, nay ngày 10 tháng 1 2024 ha, em lên số máy quá trời máy luôn cho bà con lựa ha. Rồi cây đầu tiên là cây 217 ha, cây này là của Samsung ha, Galaxy Z2 Prime. Đó, cây này bị đốm miếng ha, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết, cảm ứng xài bình thường ha, bị đốm tí nị. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn, hai sim 4G luôn, cây này sao Android nó 6 chấm luôn, em bán có 250 cây này ha, bỏ sim nghe gọi không cũng lời nữa. Mã số là 217 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Nếu ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel ha. Cọc đọc cho em ghi mã số lại ha, rồi đọc địa chỉ em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Rồi cái này riêng nguyên cây luôn, bị lỗi miếng trên màn hình bị đốm nhẹ ha, 250. Mã số là 217 nha. Rồi cái 218 nè. Đó, cây Oppo Neo 9 nha. Đó, Oppo Neo 9 nè. Máy này xài được hai sim luôn ha. Máy xài được hai sim luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 5 chấm luôn. Cây này em bán có 450 ha. Mã số là 218 nha. Máy móc xài hai sim luôn, màn hình riêng nguyên cây full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, em test sẵn hết rồi. Tải sẵn ứng dụng luôn. Mã số là 218 nha. Rồi cái 2 rồi cái 219 nè, cây này cây VMAX B ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn, quá trời Android nó cao luôn ha, 8 chấm luôn. Cây này còn ok toàn bộ luôn ha, máy riêng nguyên cây full chức năng luôn, VMAX B nha, sạc nằm trên đầu nó dễ dàng ha. Cây này em bán có 500 ha, 500k, mã số là 219 nha, máy full chức năng ok hết, pin rất là tốt luôn, xài được 2 sim luôn nha. Đó, cây này em bán có 500k thôi nha, mã số là 219 nha. Giá sao bán vậy nha, không bớt không gì hết luôn nha, cọc qua là chốt, cọc qua là chốt, gửi có cọc là có gửi nha, yên tâm ha. Đây bán có mấy ngàn cây rồi ha, mỗi một clip là mới một clip máy mới ha. Rồi 219 nha, 500k ha. Rồi 220 ha, 220 là Galaxy Z5 2016 nha. Cây này Z5 mà 2016, pin nó rời trâu lắm, bị xài được hai sim 4G luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn ha. Cây này em bán có 500k luôn, 500k luôn, sổ rồi con luôn. Cây này thường thường em bán cũng 600-700 á, nên em bán có 500 luôn. Mã số là 220 nha. Mà máy móc ok luôn, màn hình riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, full luôn ha. Rồi, cây này em bán có 500k, mã số là 221-220 nha. Rồi, cây 221 nè. Cây này cây Nokia 3.1 nha. Cây này RAM 3 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn nha. Cây này em bán là 550 nha, 550 ha. Đó, Nokia 3.1 luôn, mã số là 221 nha. Máy móc cũ qua 5 tháng ha, sim thì xài được 2 sim, một thẻ nhớ chọt ở ngoài này giùm em ha. Đó, Nokia 3.1 này nó mướt lắm, cũng ok lắm ha. Đó. Pin thì rất là tốt nha, bỏ 2 sim luôn, 2 sim luôn nha. Rồi cây này 550, mã số là 221 nha. Rồi 222 nè, cây này cây Galaxy Z6 nha, bị nứt một đường một duy nhất, uổng quá trời luôn. Cây này đi ép được luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Đó, Android cất cao luôn, RAM 3 luôn nha. Găng tay một chậm nằm đây ha, xài được hai sim 4G luôn. Hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Đó, cây này em bán có 550 nha, 550 thôi nha, bị nứt con đường ha. Cây này thường thường em bán nói tới 800 đó. Giờ em bán có 550. Cây này đi ép kính có 100 150. Nên em để về bán rẻ cho con nha, chứ em ép là bán cái 8-900 lần. Mã số 222 nha, 3 số 2 luôn. Z6, máy móc ok full luôn ha, đẹp ha. Đó, máy móc nè, pin rất là tốt luôn nha, xài được 2 sim 4G luôn ha. Rồi cây 223 nè, cây Oppo A83 ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, giống như F5 nhưng mà không phải ha, 83 ha. Cây này em bán có 550, 550 luôn. Mã số 223 ha. Máy cũ qua 5 tháng ha, xài được 2 sim 4G luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, cực kỳ pin rất là tốt luôn, máy ok luôn ha. Em test hết cho người, bỏ tí sim nghe gọi ok luôn ha. 550, mã số 223 nha. Rồi cây 224 nè. Cây Redmi 4A ha. Cây RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây Redmi của dòng Xiaomi nha, của dòng Mi ha. 4A luôn, cây này 550, mã số 224 nha. Cây này mạnh lắm nha, cây này 4 nhân nha, 4 nhân, mỗi nhân 1 hết 2 hết. Máy móc ok luôn ha.
Đó, máy ok luôn, giá 550 nha, mã số là 224 nha. Cây 225 nè, cây này cây Galaxy J7 Plus nha. Nó cây này riêng nguyên cây luôn, bị ám nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9.0 luôn. Cây này bị ám mà riêng luôn nguyên cây, bị đứt con tí nỉ ở góc này ha. Nhưng mà em bán để rẻ cho bà con luôn nha. Để rẻ luôn. Nó cây này bị ám miếng ha. Nhưng mà em để giá sỉ giá bèo luôn, giá sát cho bà con nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9.0 luôn. Cây này thường thường em bán 950. Bị ám con miếng, em bán giá là 500 luôn. Nó bỏ sim, hai sim nghe gọi luôn, ok luôn, full chức năng ha, của thằng Sam luôn nha. Cây này em bán có 500k, mã số là 225 nha. Cây này bỏ sim nghe gọi không cũng lời nữa ha. Đó, em bán có 500k. Nó bị ám như vậy ha. Xài bình thường, ám ám xài bình thường. Em cố tình em để hai màn hình trắng chứ, chứ để màn hình đen là không thấy luôn á. Coi cái này, coi cái kia, đỡ Zalo này kia ok ha. Pin rất là tốt nha, găng tay cho nút hôm luôn ha, hai sim 4G luôn ha. Rồi cây của anh Sam luôn, camera kép luôn nha, 500k thôi, mã số 225 nha. Rồi cây 226 sổ luôn nè, 26 nè. Cây Redmi 6 Pro nha, cây bị nứt kính, nứt nè. Đó, cây này ép được luôn, mà thường thường cây này em bán là 999, nay em bán có 550 do bị nứt nha. Chứ cây này RAM 4, mũi nhớ 64, Android nó là 8.0 luôn, em bán có 550 nha. RAM 4 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này mã số là 226 nha. Cái lưng này do khách hàng bị sơn cái nước sơn lên cho kim tuyến gì đẹp mà em cũng không thấy đẹp. Nhưng mà giờ kim tuyến này không biết sao gỡ luôn. Có nước mà phá nước sơn, sơn tay, móng tay á, phá sơn chùi nó ra á. Để vậy luôn ha, đẹp thì cho đẹp luôn ha, cứ tiền cho người thích nha. Đó, bị nứt kính nhưng mà cảm ứng xài bình thường ha, cảm ứng full nha. Đó, cảm ứng full luôn. Máy móc ok luôn ha, em bán có ghẻ ghề luôn, có 550 nha, mã số 226 nha. Rồi cây 227 nè, cây này cây nguyên khối luôn của thằng Sam hồi đó là nó nổi tiếng một thời. A3, A5, A7. A7 là hàng bự nhất, nó xài được 2 sim 4G dual sim ha. Đó, cây này nhôm nguyên khối, màn hình rin rin cây luôn, cái màn hình không đủ tiền nha. Cái màn hình mắc hơn cái tiền em bán luôn, cái màn hình này nè. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6.0 luôn. Em bán có 600k, mã số là 227 nha. Cái màn hình này có trong hãng nha là giá là khoảng 900. Nhưng mà giờ em bán cái giá có 600 nguyên cây, full chức năng luôn, pin rất là tốt, xài được 2 sim luôn nha. Nó màn hình đẹp super luôn ha, đẹp ha. Cây này màn hình rin luôn, 600k, mã số 227 nha. Rồi cây 228 nè, cây Oppo F5 nha, Oppo F5 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7.0 luôn, Android trên núi ha. Cây này em bán có 650 thôi nha. Đó, găng tay một chạm luôn, pin rất là tốt luôn, có F5 ha. Mã số là 228 nha, cũng sổ luôn. Đó, có 650 cây này thôi. Oppo xài đã luôn ha, full ha. Máy móc ok, pin rất là trâu bò. Đó, pin ok luôn. Cho thêm một cáp sạc luôn ha. 228 nha, 650. Có cây LG LG này G4 ha. LG G4 hàng hiếm, màn hình Super AMOLED cong luôn nha, cong nhẹ nha. Cong gọi là LG Brunner nha. LG trái chuối. Nó cong cong ha, cong như trái chuối ha, bờ nó nơ ha, màn hình Super AMOLED ha. Cây này thì nút ngủ nó nằm ở đây đâu, nút ngủ nằm ở giữa, lớn nút nhỏ ha. Cái màn hình này có hồng ngoại luôn nha. Máy móc này có hồng ngoại luôn. Bấm nút nè, nó lên màn hình nè, hoặc là bấm hai cái nha. Đó, màn hình Super AMOLED tải con cá điểm ảnh rất là cao nha. Máy móc ok luôn, LG G4 rất là mạnh mẽ nha. À, máy móc nè, cực kỳ luôn. Gây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6.0 luôn. Cây này em bán có 700 mà chưa đủ tiền cái màn hình, 700 nha. Mã số 229 nha, pin cũng rất là tốt, em test pin dữ dằn lắm, đã lắm nha. Đó, máy móc ok, 700, mã số 229 nha. Rồi cây 230 nè ha, cây này cây Oppo R7XFS ha. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 5.0, Zalo, Facebook, TikTok luôn, phà luôn, màn hình gin luôn ha. Màn hình gin của cây này luôn ha, cây này full gin luôn ha. Cây này 700k, mã số là 230 nha. 230, 700k luôn, máy móc ok, xài được 2 sim luôn nha. Đây, màn hình riêng nó đẹp, Kensabank căng nét luôn, pin rất là tốt luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó. Cây này R7 luôn, máy móc ok, RAM 4 luôn, chơi được game Liên Quân Wi-Fi B-Up luôn. Màn hình nó đẹp nữa, riêng nữa. 700k thôi là có một cây chơi game rồi ha. Mã số là 230 nha, 230 ha. Rồi cái 231 nè. Cây này cây Oppo ha. Đó, cây Oppo ha.
Apple F1S nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà ha. Cây này em bán giá có 700 ha, 700k thôi, full chức năng riêng nguyên cây luôn. Cây này mà 231 ha, mã số 231 700k nha, xài được 2 sim 4G luôn. Mở cái màn hình lên cho coi nè, đã lắm ha. Màn hình riêng ha. Đó. Máy móc ok luôn. Cây này ai nói màn hình lô cho luôn. Găng tay trên nút phơm ha. Găng tay trên nút phơm, máy móc ok, pin rất là tốt luôn. F1S nha, xài rất là bền luôn, pin cũng tốt ha. Đó, cây này của Apple luôn ha, 231 nha, 700k nha. Em quay gần gần full HD luôn cho bà con coi cho nó rõ nét nha. Rồi, em có cây Xiaomi ha. Cây Xiaomi này tên của nó là Redmi Note 6 Pro ha, tên nó vậy á. Cây này thường thường em bán là 800 nha. Mình mất cái kính của camera này rồi, mất cái kính này ha, camera xài bình thường nha. Em bán có 700, em bớt tiền cái kính 100k luôn ha. Ai có kính thì gắn vô ha. Cây này em bán 700 nha, găng tay một chạm có hồng ngoại ha, xài được 2 sim 4G ha. Mã số là 232 nha, 232 luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Màn hình thì khỏi nói, chơi được game Liên Quân Wi-Fi B-Up luôn ha, rất là mạnh mẽ luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc nè, chạy không thấy đường luôn nè. Chơi game thì khỏi nói, nó lướt không thấy đường luôn. Rồi, cây 700k, mã số là 232 nha. Cây này bị rớt. Cây này mã số là 233 nha. Cây này cây Galaxy A6 nha. Galaxy A6, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha, găng tay một chạm luôn ha. Cây này có xài được 2 sim, 1 thẻ nhớ luôn. Sạc micro luôn ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, riêng nguyên cây luôn. Tải con cá một cái nó lội ha. Đựng cái cây này riêng nguyên cây full nó đã luôn ha. Đó, con cá nó lội đi mảnh nè, rất là đã luôn nha. Máy móc ok luôn, xài được 2 sim luôn của Samsung luôn nha. 800k RAM 3 luôn nha. Mã số là 233 nha, 233 ha. Rồi cái 234 nè, cây này cây Galaxy S7 nha. Cây này hàng của Việt Nam nha, hàng của Việt Nam. Đo được nhịp tim nha. Găng tay sạc không dây ha. Găng tay trên nút hôm ha. Cái máy này thì của Samsung ha, sản xuất tại Việt Nam nha, của nó theo cái mạng của Việt Nam, nó dễ xài lắm ha. Cây này 2 sim nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Em bán 900k ha, mã số là 234. Cây này 2 sim nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, full chức năng, riêng nguyên cây luôn nha. Màn hình Super AMOLED luôn. Đây, 2 sim. Đây, sim 1, sim 2 luôn nha. Đó, ok ha. Đã luôn. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Cây này em bán giá 900k nha, mã số là 234 nha, 234 ha. Rồi 235 nè. Cây này cây Galaxy J6 nha, J6 luôn. Ồ, J6 luôn ha. Cây này cũng xài 2 sim ha, một thẻ nhớ, găng tay một chạm ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 900k ha, mã số là 235 nha. Máy này full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Máy full chức năng. Đó, máy móc ok, nó chạy không thấy đường luôn. Đó, đã lắm ha. Của J6 nha, của Samsung ha. Xài được 2 sim luôn ha. Mã số là 235, xa 900k ha. Rồi cây 236 nè, cây Galaxy J7 Pro ha. Đó, J7 Pro. Đó, rin nha, vỏ này nó hơi chạy nhưng được cái là sóng mạnh nha, rin luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm, xài được 2 sim, 1 thẻ nhớ ha. Cây này bán 900 nha, bán 900k, mã số là 236 nha. 236 nó theo chủ nhân nó xài nó kiếm được mấy tỷ rồi. Này nó rơi ra đây ha. Rồi theo chủ nhân thứ hai nó kiếm cũng được mấy tỷ nữa nó mới hư nha, chứ dễ gì hư nó ha. Cây này chủ nhân nó xài mà mặt lưng nó nhám luôn vậy luôn, biết cỡ nào ở bền nữa ha. Mã số là 236 nha, 900k ha. Rồi cây 237 nè, cây này cũng là Galaxy A6 luôn nha, găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G luôn. Cái màu xanh này đẹp cancel ben luôn ha, đã chất lắm ha. Mà cái lưng này cũng còn mới đúng không, ok lắm ha. Cây này cũng rơi vào tháng 5-6 năm rồi mà cũng còn ok lắm ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn, cũng ok lắm. Cây này 900k, mã số là 237 nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, đỏ luôn ha. Đó, máy nè, chạy nè, không thấy đường nha. Em vuốt lắc 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 bình thường luôn ha. Pin thì cũng rất là tốt, xài được 2 sim luôn, RAM 3 luôn nha.
900k, mã số là 237 nha. Rồi 238 nè. Cái cây này cây iPhone 6S nha. A6S là iOS nó lên tới 15 chấm mấy rồi. Nó chạy được Zalo, Facebook, TikTok, Liên Quân Wi-Fi thì chơi được hết luôn ha. Cây này rất là mạnh mẽ, mạnh dữ dằn lắm nha. Đó, 16GB luôn. Máy này sạch sẽ không, không có tài khoản gì hết. Cây này bị mất găng tay rồi, găng tay bị hư mất găng tay ha. Cái nút hơ mình xài bình thường. Cây này em bán giá là 999. Mã số là 238 nha, 99 ha. Cây này bán giá 1 triệu ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Pin rất là tốt luôn, pin trâu như con bò. Máy ok lắm ha. 238 ha, 999 ha. Rồi cây mã số là 239 nè, cây này nặng kịch đã lắm nha. Cây này sạc đuôi tai xi luôn, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này đã lắm, full, em phái cây này lắm. Cây này rất là bền bẻ luôn ha, bền lắm. Cây này VV Max Lite 4 nha. 4 camera 1 2 3 4, 4 camera luôn. Mỗi một con camera như con mắt mắt ruồi luôn ha. Cảm biến găng tay một chạm luôn. Cây này ít RAM lắm, RAM có 6 rồi nha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm luôn. Cây này em bán sổ luôn nha, chứ thực ra là RAM 6 này em bán từ 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8, 2 triệu. Em bán con 1 triệu 3 cây này luôn ha. Green nguyên cây luôn nha. Đó, bán con 1 triệu 3 thôi, bán cho bà con xài chơi ha. Mã số là 239 nha, sạc đuôi tai xi 2 sim 4G luôn. Máy nặng kịch, green nguyên cây full chức năng. Màn hình gọi là đục lỗ luôn. Màn hình đục lỗ mà bán con 1 triệu 3 thì nhanh tay nha. Chứ cây này thì vừa đăng lên là mất luôn á. Tại vì cây này green nguyên cây full chức năng. Đó, nó xấu qua 5 tháng, cái vỏ nó bị chày thôi nha. Nhưng mà rất là tốt. Cây này giá 1 triệu 3 nha. Mã số là 25239 nha. 240 nè. Cây này cây Galaxy A50 nha. A50 thường thường em bán từ 1 triệu 6, 1 triệu 8 đến 2 triệu 2. Mà cây này, riêng cây này em bán con 1 triệu 4, full chức năng không lỗi gì hết luôn. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm. Cây này mã số là 240 nha, em bán con 1 triệu 4 ha, sạc đuôi tai xi luôn ha, xài được 2 sim 4G của thằng Sam luôn nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Em sổ cái này luôn ha, hôm nay em Tết rồi, em sổ cho bà con có máy xài Tết nha, với người ta ha. Đó, có tiền mình gom gom lại mua cây xịn sò mình xài ha. Cây 2 sim rất là mạnh luôn, A50 nha. Em bán giá có 1 triệu 4 nha, 1 triệu 4. Đó, đúng 1 triệu 4, cọc 100k còn 1 triệu 3 bao ship luôn ha. Mã số là 240 nha, 240. Rồi cây này Galaxy Note 8 nha, chính hãng luôn ha. Cây này ok luôn, full chức năng ha. Cây này bị ám nha, đựng cái là không nứt không bể không gì hết, bị ám miếng màn hình nha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn. Ồ, sạc bằng đuôi tai xi, sạc không dây, xài được 2 sim luôn nha. Phiên bản này 2 sim luôn nha, của Note 8 luôn ha. Cây này găng tay một chạm, camera kép nè. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Cực kỳ luôn ha. Máy này full luôn ha, cây viết xài bình thường luôn, hơi ám nhẹ nha. Chứ hơi ám nặng mà RAM 6 nha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này đúng ra em bán tới 2 triệu rưỡi đến 3 triệu luôn. Em bán con 1 triệu 9. Tại phiên bản này 2 sim nha, 2 sim mà được green cái nguyên cái màn hình luôn. Đó, cây này mã số là 291 ha, 241, 241 nha. Đó, màn hình nè, ok luôn, con cá nó lội nè. Cực kỳ căng nét luôn, màn hình Super AMOLED mà 2 sim luôn nha. Nó máy móc ok luôn, cho coi cái ám này. Ám nhẹ nha chứ không ám nặng nha. Đó, không đốm con gì hết, không lỗi gì luôn nha. Máy móc ok luôn. Sạc đuôi tai xi luôn nha. Màn hình sao bán vậy nha, clip sao bán vậy nha. Máy ở trên clip sẵn nha. Chứ hỏi tới em không biết chứ, em chỉ biết cái mã số này còn hay là hết thôi. Mã số là 241919 nha. Rồi, đây cây xịn sò nè, cây mã số là 242 ha. 242 thì cây này cây Reno 2 ZI nha. Cây này RAM 8. Ủa cây này RAM 8 à. Cây RAM 8 bộ nhớ 256 luôn, hình rau chính luôn, của chính hãng Apple luôn. Đó, cây này em bán 2 triệu mốt nha, có RAM 8 luôn, em bán có 2 triệu mốt mà. 4 camera, 1, 2, 3, 4, 4 camera, đặc biệt camera trước thụt lò nha. Đặc biệt camera trước thụt lò luôn nha, xài được 2 sim 4G luôn, màn hình Super AMOLED luôn. Máy móc nè, ôi nó chạy không thấy đường luôn. Ồ, RAM 8 nè, đặc biệt camera thụt lò luôn nha, camera trước nè. Đó, chạy lên ha, chạy xuống ha. Máy móc ok luôn ha. Mình gắn Face ID vô cái nó chạy lên, nó mở, khi mà mở màn hình nó chạy lên đã lắm nha. Rồi mã số là 242 ha, giá 2 triệu mốt nha, 2 triệu mốt.
Rồi cây 195 nè, cây này cây Galaxy S5 nha. S5 nha, nó của con Sam nha. Cây này nghe gọi tốt luôn ha, có găng tay một chạm, có đo nhịp tim ha. Có hồng ngoại nè ha. Có găng tay nằm trên nút hôm ha. Máy móc rin nguyên cây full chức năng luôn nha, không lỗi gì hết nha. Đó, máy móc nè. Máy mơ này em test sim ok hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Nó màn hình rin cũng đẹp lắm nha. Rồi cây này em bán có 400 rồi nha, mã số là 195 nha, 195 có 400k thôi nha. S5 Galaxy S5 nha. Rồi cây Galaxy Z500 hơi ám tí ha. Đường cái rin nguyên cây full chức năng luôn. Học online tốt, Android 5 chấm nha. Cây này thường em bán 500, nay em bán có 400 do ám tí ha. Cây này rin nguyên cây full chức năng, xài được 2 sim luôn. Mã số là 196 nha. Đó, màn hình rin nguyên cây nha. Đó, màn hình rin nè. Đẹp kênh xe bay luôn, pin thì rất là tốt nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, để vậy bỏ sim nghe gọi thôi, đi đây đi đó chơi được ha, nó gọn hơn ha. Rồi có 400k, mã số là 196 nha. Rồi cây 197 nè, cây này cơ Huawei GR5 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán giá có 450 nha, 450 ha, mã số là 197 nha, cây Huawei nha. Găng tay một chạm luôn. Đó, xài được 2 sim luôn nha. Máy móc là màn hình rin luôn, rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy móc nè. Đó, cực kỳ đã luôn. Pin thì rất là tốt luôn, Huawei xài pin cực trâu lắm nha. Rồi cây này mã số là 197 nha, 450 thôi ha, có găng tay rồi ha. Rồi cây 198 nè. Cây này cây iPhone 6G nha, bị lóc ha. Cái nếu mà này xài không xài sim nha. Còn xài sim thì mình đi ghép sim ghép nha. Còn em bán cây này để mình chơi như Liên Quân Wi-Fi về up chơi game rồi Zalo này kia ha, gọi Wi-Fi này kia ha, hay là gọi Facebook ha. Cây này 64GB luôn. Đó, em bán giải trí nha, có 400 thôi. Đó, cây này nó bị nứt một đường ha, nứt một đường với găng tay còn luôn. Ủa, cây này găng tay còn mà. Hình như găng tay còn á, nãy em thử còn ha. À, cây này em bán có 400 ha. Bán có 400 mà chưa đủ tiền cái màn hình nữa, chứ như chơi game Liên Quân Wi-Fi bị up thì gọi nói Zalo này kia ha. Rồi karaoke nha ha. Rồi cây này 198 nha, có 400k ha. Rồi mã số là 200 nữa ha. 200 là Galaxy Z320 nha. Z320 ha. Đó, cây học online tốt, Android nó 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà ha. Cây này em bán 450, mã số là 200 nha. Mã số 200. Cây này xài được 2 sim 4G ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Rất là đẹp luôn. Màn hình rin, men rin, rin hết toàn bộ luôn ha. Của con Samsung ha. Cây này 450, mã số là 200 nha. 207 nha. Cây này cây iPhone 6G ha. Cây này có vân tay ha, nghe gọi tốt ha. Em bán có 700 rồi nha. Máy móc ok luôn ha. Đây, vân tay nè. Nhấp ở đây nó chạy rồi găng tay ha. Máy móc ok luôn, pin rất là tốt luôn. Em bán có 700 nha, mã số là 207 nha. Máy móc nè. Lướt không thấy đường luôn. Đã lắm ha. Nè, còn găng tay luôn nha. Pin rất là tốt ha. Rồi cây này 700 nha, mã số là 207, chơi được Liên Quân Wi-Fi bị up luôn nha. Rồi Zalo, TikTok này kia ok hết toàn bộ nha. Rồi 207 ha. 208 nè, cây này Galaxy Sony nha, Sony XA1 nha. Đó, Sony XA1 nó vuông vuông sạc bằng đuôi tai xi luôn, vuông vuông đã lắm ha. Máy móc ok luôn, xài được 2 sim luôn nha. Sony XA1 này, cây này xài được 2 sim luôn, bản quốc tế luôn. RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn nha. Cây này em bán 700 nha, mở số là 208 nha. Nó vuông vuông đã, màn hình thì rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Máy móc này chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Em tải sẵn con cá nó lội luôn, đã cực kỳ luôn, đẹp. Nó vuông vuông, nó bầu bầu, mở nó gọn hơn, nó sang trọng lắm nha. Sạc đuôi taxi luôn. Rồi 208 nha, 700k ha. Rồi cây 210 ha, cây Galaxy Z7 Pro nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nhớ 9 chấm luôn. Cây này em bán 900k nha, Z7 Pro màu đen ha. Xài được 2 sim, 1 thẻ nhớ luôn ha. Cây này của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình đẹp kênh xe ben luôn. Màn hình lỗi con cá, lỗi không đủ tiền ha. Em test ok toàn bộ rồi. Máy full chức năng nha. Rồi cây này mã số là 210 nha, 900k ha, Z7 Pro nha. Rồi cây màu hồng nè.
cây hai mã số là 211 ha. Galaxy Z7 Pro màu hồng ha, RAM 3 bộ nhớ 32 Android 9 chấm luôn. Cây này xài được 2 SIM luôn ha. Em bán giá là 900 nha, 2 SIM một thẻ nhớ luôn. 900k mã số là 211 nha. Máy móc ok full chức năng luôn, màn hình màu hồng luôn. Máy móc ok luôn ha. Máy màu hồng luôn. Đẹp ken span luôn ha. Không lỗi gì hết luôn nha. Z7 Pro của Samsung ha. Rồi cây này giá 900 mã số là 211 nha. Rồi cái 212 nè, cây này cây Galaxy Z7 Plus nha. Đó, RAM 4 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32 Android nó 9 chấm luôn, camera kép luôn ha. Camera kép luôn, xài được 2 SIM 4G một thẻ nhớ luôn. Cây này em bán giá là 900k thôi, mã số là 212 nha. 212 luôn. Đó, máy móc ok, găng tay trên nút home ha. Màn hình thì đẹp ken span luôn, con cá nó lội luôn. Đó, em bán giá có 900 luôn cây này ha, mã số là 212 nha. Em lấy rẻ bán rẻ nha, chứ cây này thường em bán 950 luôn nữa. Rồi em còn cây cũng màu hồng nha, Z7 Pro màu hồng ha, RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 900k ha, mã số là 213 nha, xài được 2 SIM một thẻ nhớ ha. Máy móc ok, full chức năng màu hồng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, 2 SIM một thẻ nhớ luôn, pin rất là trâu bò luôn. Máy móc ok luôn ha. Găng tay trên nút home luôn. Dạ 900k mã số là 213 nha. Rồi cái 214 nè. Cây này cây Redmi Note 6 Pro nha, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn. Cây này rất là mạnh mẽ nha, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi V Up luôn. Cây này thường thường em bán 999k, này em bán có 900k rồi con xài ha. Rồi cây này 8 nhân mỗi nhân 1.8 luôn, Android nhớ 9 chấm, RAM 4 bộ nhớ 64, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G ha. Cây này 214 nha, 900k thôi, màu xanh luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn, chơi tất cả loại game luôn. Đó, chơi game cực kỳ đã luôn ha, mượt, rất là mượt, 8 nhân luôn nha. Rồi cây này em bán sổ vô con luôn ha, 214 nha, 900k ha. Đầu tiên có cây cừu bắp nè. Cây cừu bắp này pin trâu lắm, nặng kịch nè. Em bán nghe gọi nha. Rồi, cái máy này 2 SIM luôn. Rồi, em bán 150 nha, mã số là AB nha. Cái cây cừu bắp AB ha. Rồi 150 nha, máy này thì bỏ SIM nghe gọi ok luôn ha, pin thì trâu như con bò. Rồi, số là 180 nha, 180 là Oppo Neo 9 nha. Cây này bị đớm. Bị đớm ha, bị sọc miếng ở dưới đây ha. Máy móc ok luôn, màn hình thì cứ sọc vậy thôi chứ không có ảnh hưởng gì hết ha. Đó, em bán rẻ cái này luôn, Oppo Neo 9 nha, có 300k thôi. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm, xài được 2 SIM 4G chữ trái hay Zalo này kia ok luôn ha. Mã số là 180 nha. Đó, có 300k ha. Rồi cây 182 nè, cây Galaxy Z5 2016, cây này bị nứt kính nha, nứt bấy luôn. Đó, nhưng mà cảm ứng người xài bình thường ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 400 rồi nha. Mã số là 182 nha. Cây này xài được 2 SIM 4G luôn. Cái này thì đi ép kính được luôn nha, em không có vòng vòng ở đây không có ai ép kính nên không có ép ha. Còn ai có ép thì mua về ép ha. Còn nếu mà cây này mà em ép kính rồi á, em bán tới 600 luôn nha. Em bán có 400 ha, mã số là 184 ha, 182 ha, 2 SIM 4G luôn. Cái 183 nè, cây Z500 nha, Z500 riêng cây full chức năng luôn, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 nhưng mở số là 183 nha, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha, đó, riêng nguyên cây luôn. Máy pin rất là tốt luôn ha, xài được 2 SIM 4G luôn. 450 nhưng mở số là 183 ha. Rồi cây 188 nè. Cây này cây Galaxy A5 2017 nha, A5 2017 nha. Đó, sạc đuôi taxi nè, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Máy móc ok luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 700, chưa đủ tiền màn hình riêng nữa. Cái màn hình riêng luôn nha, A5 2017 mắc lắm. Giá là mã số là 188 nha. Cái màn hình này không là đủ tiền ha. Đó, máy này. Cái màn hình không đủ tiền, màn hình riêng luôn. Đó, găng tay trên nút home ha. Rồi cây này 700k, mã số là 188 ha. Rồi cây 152 nè, cây này cây Asus T00Z ha. Cây này em bán nghe gọi tốt luôn ha. Cây này xài được 2 SIM luôn, em bán có 350 full chức năng không lỗi gì hết. Mã số là 152 ha. Nút nguồn nằm đây ha. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, game bọng mình tải sẵn hết. Bỏ chơi game không đủ lợi ha. Đó, được cái riêng nguyên cây full chức năng, bỏ SIM nghe gọi ok luôn ha.
Cây này pin cũng ok lắm, năm 350 và 152 ha. Rồi cây 153 nè, cây này cây ZTE nha, ZTE 832. Cây này tiếng Anh nha, nhưng mà được cái nhận sim ha, nhận sim bình thường, rồi những ứng dụng khác là tiếng Việt ha. Đó, cài đặt thì tiếng Anh, pin thì rất là trâu bò luôn. Đó, xài được hai sim luôn. Cây này học online tốt Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 350, mã số là 153 nha, 350 thôi, full luôn, không lỗi gì hết nha. Rồi cây 154 nè, cây Galaxy A3 nha. Đó, A3 luôn, bán nghe gọi nha, 400k A3 luôn, gọi là nhôm nguyên khối ha, riêng nguyên cây full chức năng luôn ha, máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn ha. Đó, một đống game luôn, pin thì ok lắm ha. Màn hình riêng luôn, cây này em bán 400 nha, mã số là 154 ha, hai sim 4G luôn nha, cũng Sam luôn ha. Rồi cây 1557 nè, cây 1557 là cây Lenovo TB2 ha, cây này bị nứt góc này ha, cảm ứng xài bình thường riêng luôn, ép kính được luôn ha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32 nha, chứ không phải thường nha. Cây này điện thoại chứ không phải táp, tại nó bự nha, nó bự thực sự là điện thoại ha, tại vì nó có lo trên đây nghe gọi ok luôn ha, bình thường luôn. Cây này Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 400k rồi nha, 400, mã số là 157 nha, do bị nứt ha, xài được hai sim luôn ha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường luôn, full luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, máy móc ok luôn. Đó, thấy chưa, game bỗng ok luôn, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Rồi 157 nha, 400k thôi nha. Rồi cây 160 nè, cây này Galaxy Z5 Prime nha, Z5 Prime luôn. Đó, cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó trên núi luôn, 8 chấm luôn. Cây này em bán có 500k, mã số là 160 nha. Máy này của Samsung ha, xài được hai sim 4G, màn hình riêng luôn. Đó, màn hình riêng luôn của Z5 Prime luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Màn hình nó hơi chạy một tí nha. Đó, dán keo cường lực, dán keo là mất nó nha. Cây này không có chạy là em bán 600, em bán có 500 nha, mã số là 160 nha. Rồi cây 162 nè, cây này cây Redmi Note 4 nha, cây bị đớm luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này 8 nhân, mỗi nhân 2 hertz, găng tay một chạm, đèn led két, có hồng ngoại ha, xài được hai sim 4G luôn. Cây này mà không bị đớm là em bán giá tới 700 ha, 700-800, mà cây này em bán có 500 rồi nha, mã số là 162 nha. Cây này rất là mạnh luôn, 8 nhân luôn nha, mỗi nhân 2 hertz luôn. Đó, đựng cái rồi rin cây gây luôn ha, máy móc ok luôn, bị đớm miếng ở dưới góc nè. Nó không ảnh hưởng gì hết nha, đựng cái màn hình riêng, đốm này vài bữa nó hết luôn nha, vài bữa từ từ nó lan mất luôn, hoặc là đi lại tiệm mà hút á, chân không á, có thể bỏ vô máy hút hết luôn á. Cây này 500k, mã số là 162 ha. Rồi cái 163 nè, 163 là Oppo 1601 ha, cây này bị nứt nha, RAM 4 luôn, Vivo này cây này RAM 4 luôn, Oppo, ủa cây Vivo mà. Em ghi lộn Oppo nha, cây này Vivo nha, Vivo 1601 nha. Cây này bị nứt kính luôn, mà RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn nha. Nứt kính này em bán giá là 500 nha, chứ cây này em bán 800 ha. Mã số là 163 nha, bị nứt thì cảm ứng xài bình thường, full chức năng luôn. Đó, bị nứt có một đường một duy nhất nè, một đường từ đây lên đây ha. Em có cách nào cho coi rõ ha. Cây này RAM 4 nha, rất là mạnh mẽ luôn. Nó ép kính được luôn nha, đi ép kính được luôn, màn hình riêng không ám ấu gì luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này bán có 500k, mã số là 163 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi cây 167 nè, cây Asus X018D nha, cây RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 600 luôn nha, 600 luôn, mã số là 167 nha. Cây này camera kép nè, găng tay một chạm nè. Đó, có hai sim 4G ha. Cây này RAM 3 luôn, Android nó rất là cao luôn. Em bán có 600k, mã số là 167 nha. Máy móc ok, full cây luôn ha, không lỗi gì hết luôn, được cái màn hình riêng luôn, máy móc riêng hết, máy móc ok luôn ha, pin rất là tốt luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Hai sim 4G luôn, 600k, mã số là 167 ha. Rồi cây 169 nè, cây này Sony D6603 nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 16 luôn, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này của Nhật nha, của thằng Sony sản xuất từ nước Nhật nha, Docomo ha. Cây này bỏ sim nghe gọi ok luôn ha, nó sạc nằm đây ha, sim thẻ nhớ nằm đây ha. Rồi cái máy móc ok luôn, full luôn, cây này của Sony, riêng nguyên cây luôn nha. Em bán có 600k mà RAM 3 luôn nha, mã số là 169 nha. Đó, máy móc ok luôn, riêng luôn ha.
đẹp ken xương luôn. Rồi em tải sẵn ứng dụng cho bà con nữa ha. Đó, sợ bà con tải không được, em tải sẵn luôn những ứng dụng đa nhiệm bình thường xài ha, ví dụ như Zalo, TikTok, Facebook này kia ha. Rồi em tải sẵn nha. Cây này có em bán có 600 gram ba luôn, mã số là 169 nha. Rồi 170 nè, 170 ha. Cây này cây Galaxy Z4 Plus ha, Z4 Plus luôn. Cái này cũng bị tróc thỉ rồi. Cái vỏ này em kiếm hoài không ra nên em để cái vỏ cũ em dán đỡ nha, xài đỡ ha. À, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này là Z4 Plus nha. À, cây này hàng cao cấp của Z4 á. Em bán giá 650 nha, mã số là 170 nha. À, vỏ tróc thôi, cái nắp tróc thôi nha, nhưng mà được cái màn hình gây máy ok luôn, gin nguyên cây full luôn ha. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Đó, con Z4 nha, Z4 Plus nha, nó loại bự luôn. Xài được hai sim 4G của con Sam luôn nha, nó thấy cục pin luôn nữa ha. Rồi cây này 650, mã số là 170 nha. Rồi cây 171 nè, cây này cây Redmi Note 5 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này 8 nhân mỗi một nhân hết 8 nha. Em bán giá có 750 nha, 750 cây này ha. Găng tay một chạm, camera kép, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. Cây này 171 nha, 171. Đó, mã số 171 có 750, chơi được game Liên Quân Wi-Fi B-Up luôn nha. Game mà chơi thoải mái luôn, cây này nó rất là mạnh mẽ. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, RAM 3 vẫn nhớ 32 mà 8 nhân nó rất là mạnh nha. Mã số là 171 nha. Rồi mã số là 172 ha. Cây Galaxy Note 4 nha. Galaxy Note 4 luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 6 chấm. Cây này được nhôm nguyên khối nha. Ở cũ qua 5 tháng nguyên tróc nước sơn rồi nó lòi nhôm ra luôn, có hồng ngoại luôn nha. Cây này Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, mã số là 172 nha. Có cây viết nha, viết xài bình thường, cây viết xài bình thường, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, máy móc ok, em test hết rồi, ok hết luôn. Đó, nút home này là găng tay cho nút home luôn nha, em tải con cá luôn rồi. Đó, cái này Note 4 nha, có 700k thôi, mã số là 173 ha, 172 ha, 173 nè. 173 là cây iPhone 6G nha. Cây này nghe gọi tốt, mất vân tay, xài tốt, chơi Liên Quân Wi-Fi B-Up luôn ha, rất là mạnh mẽ. Zalo, TikTok thì lướt không thấy đường. Cây này 800k, mã số là 173 nha. iPhone 6 hồi đó dễ gì mà khó được nó, iPhone 5S không à, em cầm 12 triệu đi mua. Còn iPhone 6 này cầm 15 triệu đi mua không khó, bây giờ bán rẻ ghê luôn. Này, cây này thì chơi được tất cả các ứng dụng luôn, gắn tài khoản vô đây nè, rồi tải về ha, được cái này màn hình riêng luôn. Đó, mất găng tay ha, găng tay bị hư em thay găng tay khác ha. Rồi cây này 800 nha, mã số là 173 nha. Rồi cây 174 nè, cây này cây không phải giống như cây Z7 Pro nhưng mà không phải Z7 Pro. Trong đời em thấy cây này đầu tiên luôn nha, không phải là Z7 Pro. Cây này Galaxy C8, nó tên là vậy, Galaxy C8 nha. Nó giống y chang cây Z7 Pro luôn, nhưng mà không phải ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Cây này của thằng Sam luôn nha, được cái rin nguyên cây luôn. Đó, rin nguyên cây luôn. Máy móc ok luôn ha. Cây này 850 nha, 850, Android 7 chấm luôn. Mã số là 174 nha, xài được hai sim 4G. Nó y chang Z7 Pro luôn, nó không khác chút nào hết, mà nó không phải là Z7 Pro. Máy móc ok full luôn ha, đẹp trên spec luôn. Màn hình nó rin á, nó dạ chứ không có ám nha. Màn hình nó cũng còn đẹp lắm nha. Nó được cái màn hình rin luôn, rin nguyên cây luôn nha. Cây này rin luôn nha. Pin nó rất là tốt luôn, trâu bò luôn. Đó, cây này em bán có 850 nha, mã số là 174 nha, 174 ha. Z7 Pro nè, Z7 Pro là RAM 3, vẫn nhớ 32, Android nó 9 chấm nha. Cây này em bán 900k nha, mã số là 175 nha. Xài được hai sim 4G của con Sam luôn nha. Máy móc ok luôn, xài được hai sim luôn. Màn hình khôi đẹp ken spec luôn ha. Đó, em tải sẵn con cá nó lội quèo 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 lại luôn ha. Đó. Bỏ chế độ tự động ánh sáng ha. Rồi nè, con cá nó lội điểm ảnh nó rất là cao luôn, đã luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Rồi em bán có 900, mã số là 175 nha. Rồi cây 128 nè, cây này cây Apple A71 nha.
cây này bị lót miếng ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 7 chấm luôn. Cây này em bán 450 thôi. Cây này ha, 450 Oppo A71 nha. Mã số là 128 nha. Cây này xài được 2 SIM luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. À, máy móc ok luôn ha. Bị ở trên đây lót một tí nị góc này nè ha, không ảnh hưởng gì hết nha. À, màn hình không nứt, không bể, không hư gì hết luôn ha. Rồi cây này em bán giá 450, mã số là 128, xài được 2 SIM luôn ha. Rồi cây 129 nè, cây Oppo Neo 9 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn ha. Cây này em bán 450, mã số là 129 nha. Thường thường cây này em bán 500, nay em bán 450 thôi, càng ngày càng sụt cho bà con ha, lấy rẻ bán rẻ cho bà con ha, được cái màn hình rin rin hết cây luôn. Xài rất là vô tư ha, bỏ SIM nghe gọi ok luôn ha, 2 SIM luôn nha. 450 mỗi số là 129 nha. Rồi mã số là 130 nè. Ví dụ như không nghe em nói nhanh quá, không nghe thì giờ mới đây cũng biết ha. Tất cả thông tin ở trên máy là in như cái dán này nè. Rồi mã số nữa ha. Cây này cây Redmi 5A. Cây này tiếng Anh ha. Đó, cây này xài được 2 SIM luôn, có hồng ngoại luôn. Mà cái room của nó tiếng Anh, có ai gần nhà có thợ giỏi á, chạy cái room tiếng Việt lại ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm ha. Cây này em bán 500 nha. Nếu mà room tiếng Việt, cây này em bán 600 á. Cây này bán có 500 ha. Mã số là 130. Mã số là 130 nha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Nó tiếng Anh nhưng mà trải Zalo, Facebook, TikTok thì tiếng Việt nha. Còn những vô cài đặt thì tiếng Anh ha. Thì giờ tiếng Anh thì ai cũng biết rồi, có gì đâu mà chuyện dễ xài mà. Cây này mã số là 130 nha, 500k ha, rất là mạnh mẽ luôn ha. Xài được 2 SIM 4G, có hồng ngoại luôn. 132 nè. Cây này cây Mobitas S ha. 2017, cây tên của nó là vậy ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 7 chấm luôn. Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn ha. Cây này có găng tay một chạm nè. Mã số là 132, mã số là 132 nha. Có găng tay một chạm nè, máy móc ok luôn ha. Pin thì rất là tốt luôn, tải sẵn ứng dụng sẵn luôn ha. Ở máy chạy không thấy đường luôn, đựng cái riêng nguyên cây full chức năng, pin tốt ha. Rồi cây này em bán 500k nha, mã số là 132 ha, mã số 132 luôn. Ở máy móc ok, xài được 2 SIM luôn nha. Rồi cây 133 nè, cây này cái Nova nha, Nova luôn. Nova thì xài được 2 SIM, một thẻ nhớ ha, SIM nó nằm ở ngoài chọt ra ha. Ở Nova luôn nha. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Máy em đã qua test là em tải sẵn ứng dụng rồi, test SIM, Wi-Fi đầy đủ, pin bọng ok, sạc vô rồi ha. Em test, cố gắng test kỹ cho bà con nha. Rồi tại em bán máy cũ em phải test kỹ cho bà con ha, cho bà con xài ha. Mã số là 133 nha, 500k ha, Nokia 3 luôn nha. Đó, máy nô luôn. Rồi mã số là 135 nè. 135 là cây Sony G3312 nha. Cây này thì nó pin rất là trâu luôn. Pin rất là trâu mà có sạc sạc Type-C. Cây này pin rất là trâu ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn. Cây này xài được 2 SIM nha. Em bán 550, mã số là 135 nha. Cây này cái nắp đậy cây SIM nó mất rồi nha, nhưng mà SIM rút ra hoặc thẻ nhớ nha. 2 SIM và 1 thẻ nhớ nha. Cây này cây SIM rút cái lưỡi ra bỏ SIM lên ha. Máy được cái full gin, gin nguyên cây luôn, full chức năng luôn ha. Máy không lỗi gì hết, pin rất là tốt, đã lắm nha. Cây này của thằng Sony nha. Nó mà sạc Type-C nó cùi cùi, nó cùi cùi dễ, nó khó hư lắm. Máy là bền cực kỳ luôn ha. Mã số là 135 nha, 550 thôi, cùi cùi đã ha. Rồi cây 137 nè. Cây này cây No 5 nha, Nokia 5, em gọi là No nha cho nó dễ ha. Nokia là đó giờ ai cũng biết rồi, từ ông ngoại em cũng biết nó rồi, nên nó hiệu này khỏi nói ha. Nhưng mà sau này là bán toàn bộ là Android hết luôn nha. Đó, chứ không còn Windows nữa, không còn chạy hồi xưa Vifa nữa ha. Đây là No 5 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán có 550 nha, No 5 là luôn nha. Máy móc ok luôn ha, chạy được 2 SIM luôn, 2 SIM chọt ở đây, một thẻ nhớ luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Ở đây mẻ tí nị ở đây, không có ảnh hưởng gì hết nha. Đó, cây No 5 luôn, đã luôn nha. Chạy không thấy đường luôn, đã luôn, găng tay trên nút hôm luôn ha. Máy móc ok, pin rất là tốt luôn. Mã số là 137 nha. Em bán có 550 rồi nha, 550 No 5 này nha.
Rồi cây 138 nè ha. 138 là cây Galaxy G3116 ha, tên của nó là vậy ha. Còn nếu mà đọc cái tên mà ở ngoài là gọi là XA1 nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này Sony mà nó vuông vuông xài được Type-C luôn ha. Nó xài được 2 SIM, một thẻ nhớ có nắp đậy luôn, cả nó còn ok lắm ha. Vỏ cũ qua 5 tháng thôi. Máy móc riêng nguyên cây luôn ha. RAM 3 luôn, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 600 nha. Đúng ra cây này bán 700, bán 600 cho con hỗ trợ hết nó lóc luôn ha. Mã số là 138 nha. Máy này sạc đuôi Type-C, được cái zin còn bộ luôn, màn hình zin luôn. Máy móc nó chạy không thấy đường mà RAM 3 nó chạy nè. Ôi ôi nó đã nha, chơi được game luôn nha. Đó, nghe gọi ok luôn, xài được 2 SIM luôn nha. Rồi 600k, mã số là 138 nha. Ở có cây 139 nè, cây Oppo F1S ha. Đó, cây Oppo F1S. Cây này Oppo F1S ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà ha. Cây này em bán 600 nha, RAM 3 luôn của Oppo, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Cây này mã số là 139 nha. Đó, máy móc ok luôn. Đó, đẹp ken xe ben luôn, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Pin rất là tốt nha. Đó, găng tay trên nút home luôn ha. Chỗ này nó hơi chóc vỏ miếng ha. Rồi máy móc ok luôn, màn hình thì khỏi nói luôn, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Rồi 600k, mã số là 139 nha. Rồi cây 140 nè, cây Redmi Note 4 nè. Cây này bị ám ha, đựng cái riêng nguyên cây luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Cây này 8 nhân, mỗi nhân 2 hết. Em bán có 600 thôi nha. Găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại ha. Xài được 2 SIM 4G, đựng cái màn hình riêng mà ám em bán có 600 rồi nha. Nếu mà không ám là cây này 800 ha. Mã số là 140 nha, 140 ha. Đây em mở lên cho coi. À, máy móc ok luôn, nhìn bình thường không biết nha. Nhưng mà mở lên thì hơi ấm nhẹ tí nị thôi nha. Dưới đây lót tí nị ha. Đó, không ảnh hưởng gì hết luôn nha. Máy cực kỳ chơi được game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn nha. Rồi cây này mã số là 140 nha, 600k thôi nha. Rồi 142 nè, cây này cây Vivo 1801 ha. Cây này có dáng em lột ra nó bóng lưỡng luôn, nó không thấy vết chày luôn. Nó bóng lưỡng nè. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, mã số là 142 nha. Xài được 2 SIM 4G của Vivo nha. Máy của móc ok, rin nguyên cây luôn, full luôn ha. Nó máy đẹp ken luôn, không lỗi gì hết luôn. Máy rin luôn. Máy móc ok, xài biết nào hư nó. 2 SIM 4G luôn ha. Mình xài máy thường là mình rớt hoặc nó bị bể, mới hư, nó dễ gì hư nó. Cây này của hãng luôn mà, Vivo ha. 600k nha, mã số là 142 ha. Rồi cây 146 nè, cây Redmi 5 Plus ha. Rồi cây này RAM 4, bộ RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 800 sổ cho bà con luôn nha. Đó, thường thường em bán 999 rồi RAM 4 rồi nha. Em bán 800k luôn. Găng tay một chạm là có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Mã số là 146 nha, 146 luôn. Máy móc ok full luôn ha. Máy này đã luôn, em cài hình động luôn, nó đã đẹp luôn nha. Đó, em lướt vô đây ha. Đó, nó bị lót miếng ngay chỗ này tí nỉ ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Máy cực kỳ mạnh mẽ luôn, ok luôn, full luôn ha. Rồi cây này 800k, mã số là 146, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi B-up luôn nha. Tại RAM 4 của nhớ 64 mà nó sở hữu là 8 nhân, mỗi nhân 1.8, rất là mạnh mẽ đó nha. Có hồng ngoại luôn, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Ủng hộ ha. Mã số đầu tiên là mã số 100 ha. Cây này cây Oppo Neo 5 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Nó gọn lắm, nhỏ gọn xinh ha. Rồi cây này em bán 350 thôi, 2 SIM bỏ SIM nghe gọi ok luôn, 2 SIM luôn ha. Mã số là 100 nha. Đó, nó nguồn nằm bên đây ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn, liên nguyên cây luôn, full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, nhỏ gọn bỏ túi nghe gọi luôn. Em tải ứng dụng sẵn cho bà con luôn ha. Rồi cây này có 350 rồi nha, Oppo Neo 5 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu cộng 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Còn ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel xong cào ra xong rồi điện cho em ha. Đọc mã, đọc địa chỉ, đọc tên em ship ha. Ship tới chỗ cho kiểm tra hàng luôn nha. Rồi mã số 100 ha, 350 ha. Cây 108 nè, Galaxy Z5 Prime nha. Cây này bị nứt kính ha. Prime nứt kính, nứt ở đây ha. Cảm ứng xài bình thường, đứng cái màn hình rim nha. À, màn hình riêng luôn bị nứt kính miếng nữa ha.
Đó, cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng ha. Rồi găng tay trên nút home luôn ha. Cây này cây G5 Prime luôn ha. Nó xài được hai sim 4G, một thẻ nhớ luôn, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán giá 400 nhưng mở số là 108, cây này mà không nứt là em bán giá là 600, 600 ha. Rồi máy móc ok, full chức năng luôn, xài hai sim một thẻ nhớ luôn ha. Rồi cây 110, cây 110 là Huawei U00 nha. Huawei U00 cái dòng này cũng đẹp ha. Cây này rẻ rời luôn, có 400k ha. Android nó 6 chấm, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn, pin rất là chắc luôn ha. Cây này pin chắc lắm, nặng kịch ha. Mã số là 110 nha. Máy móc rin nguyên cây, full chức năng luôn, em test kỹ cho bà con luôn ha. Máy móc rin luôn ha, màn hình rin rin hết toàn bộ luôn. Rồi hai sim 4G luôn, hai sim nghe rồi ok luôn ha. À, của thằng Huawei biết nào hư nó, trừ khi mình rớt thôi ha, chứ xài biết nào hư nó. Nghe gọi thì biết nào hư ha, 110, 400k. Rồi mã số là 112 nè, Oppo A71 nha. Cây này bị phím mà em bớt cho bà con cây này luôn đi. Rồi em bớt trên đây luôn ha, em bán cây này 400 thôi nha, 4,5 mà bán 400 là do cây này là RAM 3 vẫn nhớ 16 nha, không nứt không bể gì hết. Nó bị liệt ba phím điều hướng thôi, em tải sẵn rồi. Cây này Android nó 7 chấm rất mạnh mẽ, xài được hai sim 4G luôn nha. Mã số là 112 nha. Đó, 112. Rồi, đó em mở màn hình em tải sẵn ứng dụng hết ha. À, có bàn phím ở trên đây ha. Bắt về là lưu về có sẵn hết ha. Đó, bấm ở trên đây ha, nó bị liệt bàn phím ở trên đây rồi. Cây này không có gì hết, có chỉ bị như vậy thôi. Em bán có 400k mà RAM 3 nha, RAM 3 cũng nhớ 16 nha. Cái mã số là 112 rất là mạnh mẽ, xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi 400k ha. Rồi mã số là 113 nè. Cây này cây Vivo 1606, cây này có Fire ID ha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán gọi tốt luôn ha. Zalo, Facebook, TikTok lướt phà phà luôn. 113 nha. Đó, cây này em bán thường thường cũng 500, hôm nay em bán có 450 hỗ trợ bà con nha. Máy móc green nguyên cây, full chức năng luôn nha. Máy rất là mạnh mẽ, tải sẵn ứng dụng hết luôn, pin rất là tốt luôn. Hai sim 4G luôn, 113, 450 ha. Nay em sổ toàn máy rẻ rẻ không nha. Rồi cây 114 nè, cây này cây Vivo 1606, phay đi luôn màu đen ha. Cây gam 2, bữa nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok, lớp phà ha. Cây này xài được hai sim 4G luôn, có phay đi luôn. À, em bán có 450 luôn, mở số là 114 nha, màu đen ha. Máy rin nguyên cây full chức năng luôn, máy rin luôn nha. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi. Chỉ vô gắn sim nghe gọi thôi. Sim pin cũng bền lắm ha. Rồi 450 mở số là 114 nha. Rồi cây 116 cũng là Apple F1W luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn ha. Rồi, cây này em bán cũng 500k nha, mã số là 116 ha, xài được hai sim 4G ha. Máy móc là rin nguyên cây full chức năng luôn. Oppo F1W nha, tên của nó là vậy ha. Rồi đựng cái RAM 3 rất là mạnh mẽ ha. Rồi 500k mã số là 116 nha. Rồi cây 117 nè, cây Movitas nè. Cây Movitas S nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500k nha, pin rất là trâu bò màu đen ha, xài được hai sim 4G, có găng tay một chạm luôn ha. Đó, hai sim luôn, em bán có 500 ha, mã số là 117 ha, pin rất là trâu bò luôn, của Mobitas nha. Được cái màn hình rin rin nguyên cây full chức năng luôn, pin rất là tốt luôn. Pin như là 5000 luôn, rất là tốt luôn ha. Máy móc ok full luôn ha. Đó, wifi này kia đầy đủ, sóng mạnh ha. Rồi sim bọng ok, pin tốt luôn ha. Em có 500k ha, mã số là 117 nha, Mobitas luôn ha. Rồi cây 119 nè. Cây này cây Redmi Note 4 nha, cây này bị lót, không nứt không bể nha, bị lót nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. 8 nhân mỗi nhân 2 Hz, em bán 600k nha, có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha. Cây này 119 nha, 8-600k thôi, cây này em bán có 600 nha, của thằng Redmi luôn. Máy móc ok, màn hình rin luôn, rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này giá là 600k, mã số là 119 nha. Rồi cây 120 ha. Cây này cây Oppo F5 nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm ha. Cây này em bán 700 ha, mã số là 120 nha. Cây này em thay cục pin xịn vô nó hơi cao một chút ha. Pin cũng rất là tốt luôn. Cây này rất là mạnh mẽ, RAM 4, bộ nhớ 32 luôn nha.
Rồi, máy móc ok luôn. Rồi cây này là riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Rồi, em tải sẵn dụng cho bà con rồi. Máy móc ok luôn ha. Pin rất là tốt ha. Cây này em bán có 700 gram, 4 nhân gram 4, mua nhớ 32 luôn. Đó, em bán có 700, mã số là 120 nhân, bỏ sim 2 sim nghe gọi luôn, ok luôn ha. Đó, tải sẵn dụng luôn. Máy móc ok, chơi được game Liên Quân luôn ha, Wi-Fi luôn ha. 120 nha, 700k. Rồi cây 122 nè, cây này cây Galaxy Note 5 nha. Cây này bị tróc thủy ở trên dưới ha. Cây này gam 4 mua nhớ 32 luôn, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha. Thường thường cây này em bán giá 1 triệu, 1 triệu mốt nếu mà không tróc thủy nha. Tróc thủy em bán giá 700 rồi nha. Mã số là 122 nha. Cây này có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha. Cây này mà hình Super AMOLED, có cây viết luôn nha. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình ok luôn, bị ám tí nị nhẹ ha, không ảnh hưởng gì hết, găng tay trên nút hôm ha. Rồi cây này em bán có 700k, gram 4, mua nhớ 32, chơi được tất cả loại game Liên Quân, Free Fire, Up nha. Mã số là 122 nha. Up Galaxy Note 5 nha. Có cây viết luôn ha. Rồi em có cây 124 nè. Cây này cây Galaxy S10 nha. S10 cây này của hãng luôn ha, của thằng Sam luôn ha. RAM 8, bộ nhớ 128, Android nó là 11 chấm luôn. 3 camera đo nhịp tim, sạc không dây, sạc tươi taxi ha. Màn hình Super AMOLED. Cây này 2.3 ha, 2.3 ha, mã số là 124 nha. Màn hình full chức năng ok hết ha. Đó, không lỗi không gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn ha, riêng nguyên cây luôn. Rồi cây này em bán 2.3 nha. RAM 8, bộ nhớ 128, của con Sam là biết rồi đó, màn hình Super AMOLED ha. 124 chơi tất cả loại game Liên Quân, Free Fire, Up rất là mạnh mẽ nha. Rồi 124 ha, giá 2.3 nha. Rồi cây đầu tiên là cây 75 nè. Cây Apple neo chính, cây này bị nứt kính luôn, nứt kính nè. Cảm ứng thì xài bình thường luôn, màn hình riêng luôn, DF được luôn mà em để về bán cho rẻ ha. Ví dụ như người ta muốn đầu bi hay là cái gì, hoặc là chạy này kia được, hoặc là chữa cháy cho con cháu xài đỡ ha, thì mình có số tiền này mua thôi ha, có 300k thôi nha. Đó, cây này 2 sim 4G luôn của Apple ha. Cây này em mã số là 75 ha, 75 nha. Em test thử cảm ứng cho coi ha, cảm ứng bình thường hết luôn. Đó, bị nứt kính nha. Rồi, 300k cây này thôi, xài 2 sim 4G luôn, nghe gọi cũng lợi ha. Em bán sát cũng vậy để bà con xài ha, 75, 300k nha. Rồi, mã số 77 ha. Mã số 77 là cây Vivo 1606 Face ID ha. Cây RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó là 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 nhưng có Face ID ha. Face ID là nhận diện khuôn mặt ha. Cây này cũng Vivo nha. 2 sim 4G luôn, mã số 77 nha. 2 cây cuốc luôn, 77 là 2 cây cuốc, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này thường là em bán cái 500 á, nay nó hơi chạy nhẹ màn hình nè. Nó chạy nhẹ màn hình nha, rồi đường cái rin ha, xài tốt 2 sim 4G luôn. Em bán 450 nha, mã số 77 ha. Máy móc ok full gain ha. Rồi cây 83 nè, VMAXB nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán giá là có 500k ha. Máy này pin mới luôn nha, pin mới luôn ha. Đó, cây này xài được 2 sim luôn nha. À, mã số 83 nè, VMAXB nha. Máy móc ok full chức năng, đẹp ken xe bay luôn, không lỗi gì hết luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nha. Nó về mắt nè, nó chạy không thấy đường, pin cũng rất là tốt, nó dài thòn à. Cũng đằng trước nó có led luôn nha. Rồi 500k, mã số là 83 ha. Rồi cái 84 nè. Rồi cây này cây Galaxy S6 nha. Cây này bị tróc thủy đằng trước miếng nha. Cây này đi ép kính được luôn mà màn hình Super OLED chứ mà để rin luôn nó nhạy hơn ha. Nên em không có ép, để vậy bán cho rẻ cho con nha. Cây nào ép kính rồi bán chắc giá khoảng 800 ha. Nhưng mà em để vậy em bán 600 cho bà con nha. RAM 3 bộ nhớ 64 nha. Android nó là 6 chấm luôn. Cây này mã số là 84 ha. Cây này xài được là có găng tay nè. Có găng tay trên nút home nè ha. Rồi có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè. Máy móc ok, có hồng ngoại luôn mới ghê luôn. Máy móc full ha. Cây này em bán giá có 600k thôi nha. Có cây S6 rồi, bỏ túi nghe gọi ok luôn, đẹp luôn ha. Rồi mã số 87 nè, Oppo F5 nha. Cây này bị lót rồi ha, là không liên quan tới màn hình, là liên quan tới cái phím lót ở dưới của màn hình đó, nó bị lót, nó dơ một tí ha. Nhưng xài bình thường hết, không nứt không bể không gì hết. RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn.
Cây này em bán giá là 650 nha, găng tay một chạm nha. Cây này mà không bị lót á, là em bán tới 800 hoặc 900 ha. Mã số là 87 nha, mã số 87 ha. Xài được hai sim 4G luôn. Đó, màn hình bình thường nhìn không bao giờ biết. Nhưng mà mình coi sâu kỹ nó mới biết cái lót ha. Em vô cài đặt rồi vậy. Cài đặt nằm đâu đây. Nè, nó lót li ti nè. Đó, do cái lót ha, lót nó bị bụi ha, không có ảnh hưởng gì hết màn hình nha. Rồi cây này em bán giá là 650 nha, mã số là 87, có găng tay một chạm, hai sim 4G luôn nha. Rồi mã số 91 ha, iPhone 6 S ha, cây này iPhone 6 S màu hồng luôn. Cây này bị lót ha, bị lót miếng ha, em bán giá rẻ luôn, nghe gọi tốt luôn. Cây này YouTube này kia ok, Zalo của ông ok, rất là mạnh, chơi được game Liên Quân Wi-Fi luôn nha. Em bán 800k ha, mã số là 91 nha. Đó, cây này rất là mạnh mẽ luôn. Nó bị lót miếng ha. À, cây này thì nó bị lót miếng nè ha, không phải bị sọc nha, bị lót nha. Màn hình thì riêng luôn á. Đó, máy móc ok luôn ha. À, máy móc ok luôn. Găng tay em chưa có test. Rồi cây này có thể chơi được tất cả loại game luôn ha. S là mạnh lắm nha, nó Android, nó iOS nó tới 15 chấm à. Cây này 800k nha, mã số là 91 nha. Rồi mã số 92 nè, cây Redmi S2 nha. Cây này camera kép nè, găng tay một chạm luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này 8 nhân mỗi nhân 2Hz luôn ha. Em bán giá là 800 à. 800 cây này có hồng ngoại luôn ha. Cây này xài được hai sim 4G luôn, chơi tất cả loại game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn ha. À, màn hình nó riêng nguyên cây luôn, chơi game Liên Quân luôn, đã luôn ha. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn, 8 nhân mỗi nhân 2Hz luôn. Rồi cây này 800k, mã số 92 ha, rất mạnh mẽ. Rồi cây mã số 93 ha. Cây này cây Redmi Note 4X nha. Cây Redmi Note 4X. Cây này hơi ám nhẹ được cái màn hình riêng ha, găng tay một chạm có hồng ngoại ha, xài được hai sim 4G của con Xiaomi, vỏ cũng còn đẹp luôn. Cây này RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm luôn, chơi tất cả các loại game luôn. Cây này đúng ra nếu không ám miếng, cây này em bán giá là 1 triệu nha. À, ám miếng em dán bán là có 800 nha, ra 10 nhân mỗi nhân 2Hz mốt luôn. Cây này 93, mã số 93, hai sim 4G luôn, máy móc đựng cái riêng nữa, chơi game đã lắm, mà hình ghi nữa chơi game là phê luôn ha. Nó máy móc ok luôn. À, pin rất là tốt luôn nha, chơi game đã lắm, mượt lắm. Rồi cây này RAM 4 luôn nha, giá của nó là 800 ha, mã số 93 nha. Rồi mã số là 94 nè. Cây này cây Galaxy C9 Pro nha, hàng hiếm nha. C9 Pro ha, RAM 6 luôn. Cây rất là mạnh mẽ mà bự nữa, RAM 6 luôn. À, bộ nhớ là 64, Android nó là 8 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, 900k, mã số là 94 ha. Mã số 94 luôn. Máy móc ok ha. Đó, bị sọc một đường nhỏ ở đây ha, không ảnh hưởng gì hết. Máy màn hình ok, riêng nguyên cây luôn nha. Bị sọc một đường rất là nhỏ ha, không sao hết ha, không ảnh hưởng gì hết. Đó, bị sọc một đường chiến nỉ thôi, găng tay một chạm nằm đây ha. Rồi cây này rất là mạnh mẽ, full ha, 900k, mã số là 94 ha, chơi được tất cả các loại game luôn, Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn nha. Sạc đuôi tai si luôn nha. À, xài được hai sim 4G luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi mã số là 98 nè, Galaxy Note 7 nha, Galaxy Note 10 chứ, Galaxy Note 10 nha. Cây này RAM 8 cộng 8 nha, Galaxy Note 10 luôn, RAM 8 cộng 8 luôn. À, cây này bộ nhớ 128 của Samsung luôn nha, của Samsung luôn nha. Cây viết xài bình thường, có hồng, có đuôi tai si luôn, sạc không dây luôn. À, máy móc ok luôn, xài được hai sim luôn. Cây này RAM 8 cộng 8, bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm luôn. Cây này em bán giá 3,2 triệu nha, 3,2 triệu, mã số là 98 nha. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn. À, máy móc là đẹp ken spen luôn, không lỗi gì hết luôn. Ờ, máy full luôn ha. Rồi 3,2 triệu cây này nha, chứ giờ thị trường cây này cũng tầm này khoảng 5 triệu á. Rồi mã số là 98 nha. Rồi mã số là 99 nè, mã số là 99 nha. Rồi 99, cây này cây Galaxy Note 10 Plus nha. Đó, Note 10 Plus, cây này bị đớm, có một tí nỉ góc, không bể, không nứt, không gì hết. Cây này thường giá thị trường là bộn tiền á. Ở đó em cầm mười mấy, 20 triệu đi mua không nổi luôn.
cây này mới ra tới hai mấy luôn, hai mấy 30 luôn, bây giờ bị đớm tí nị trên gốc rồi, rất là mạnh mẽ luôn. Giờ giá cũ cũng tầm 7-8 triệu, gam 12, bộ nhớ 8 nha, gam 12 cộng 8 là gam 10, gam 20 nha, bộ nhớ 256, anh râu nó 12 chấm luôn. Cây này em bán 3,2 triệu nha. Cây này 3 camera luôn, có sạc không dây, sạc taxi, rất là nặng nề luôn, đã luôn, rất là full kê luôn. Đó, máy móc ok, sạc taxi luôn. Màn hình không nứt, không bể, không gì hết, chỉ còn đi đốm thôi nha. Mà giờ bật chế độ màn hình đen không thấy luôn, để em kiếm cách cho bà con thấy nha. Có cách nào thấy không? Có cách nào mà thấy... Để em bật cái chế độ cho bà con thấy. Đây, đây, cái đốm một miếng trên góc này nha, không ảnh hưởng gì hết, màn hình đục lỗ luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, bị đốm mà không có nứt nha, không nứt không gì hết luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Rồi cây này có sạc không dây luôn nha. À, máy móc là cây này tên là nó là Galaxy Note 10 Plus nha. Đó, 3,2 triệu nha, mã số là 99 nha. Số 57 nè, Galaxy cái gì Redmi 5A nha, cái này bị nứt, gam 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Thường cái này em bán 600, hôm nay em bán bị nứt có 400 ha, mã số là 57 nha. 57, ai đầu bi đó là cái này kia ok ha, hôm nay bi vô ra rồi á. Rồi mua thì cọc qua cái cạc vì theo rồi em chốt cho ha. Cây này có hồng ngoại 2 sim 4G luôn, 400k, mã số là 57 nha, máy rất là mạnh luôn ha. Rồi cây 63 nè, cây Redmi Note 4 nha, RAM 3, bộ nhớ 64, Android nó là 6 chấm luôn. Cây này 10 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết 1. Cây này em bán 700 nha. Có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, 10 nhân luôn nha. RAM 3 luôn, chơi được liên quân Wi-Fi backup luôn nha. Cây này em bán giá là 700, mã số là 63 nha. Máy móc ok, full cây luôn, zin nguyên cây luôn, xài được 2 sim 4G luôn. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng hết rồi. Đó, pin rất là tốt luôn, pin ok luôn ha, màn hình đẹp. Rồi cây này em bán 700, mã số là 63 ha. Rồi mã số là 64 nè, cây Redmi 5 nha, gam 3, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm. Cây này 8 nhân, mỗi nhân 1 hết 8, em bán 700 nha. Đó, mã số là 64 nha, 700k ha, 64, găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại, hài được 2 sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, riêng nguyên cây luôn, chơi được game Liên Quân Wi-Fi backup luôn nha. Máy rất là đã luôn ha. Cây này em bán giá 700 rồi nha. Đó, 700 luôn, gam 3, chơi được game luôn. 64 nha. Rồi cây 65 nè, cây Galaxy S6 nha. Cây này bị ám, cây này bị ám mà không nứt, không bể, không gì hết luôn, bị ám ha. Cây này riêng nguyên cây, full chức năng luôn. Cái vỏ sau nữa bị bể, em tha lấy cái vỏ khác em tha vô nha. RAM 4 bộ nhớ 32, 64 luôn, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm. Cái cây riêng cây S6 này là xài được 2 sim nha. Đó, xài được 2 sim luôn. Android em bán 900 nha, 900, mã số là 65. Cây này full chức năng, không lỗi gì hết, bị ám miếng ha. Sạc đuôi taxi, có sạc không dây, có đo nhịp tim, có găng tay luôn ha, của Samsung luôn nha. Của hãng luôn, ok luôn ha. Rồi cây này 900, mã số là 65 nha. Mã số là 66 nè, cây Galaxy S8 Plus. Cây này bị đớm ha, gam 4 mũi nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này 2 sim nha, vỏ thì đẹp ha, sạc không dây, găng tay, đo nhịp tim luôn. Cây này có 2 sim luôn nha. Giá là 1,2 triệu, mã số là 66. Màn hình Super OLED cong luôn nha, tải con cá nó lỗi không thấy đường, nó bị đớm một miếng ha. Nó máy móc ok luôn. Để em bắt vô cái gì cho coi đớm mà không thấy. Đó, bị đốm đây miếng nha, không bể nha, bị đốm thôi nha, màn hình không bể nha, máy móc ok full luôn ha. Rồi cây này em bán giá 1,2 triệu nha, Super OLED luôn. Cây này chơi được tất cả loại game luôn ha, mã số 66 nha. Rồi 67A nè, cây này cây Tab L001 ha, cây này bị nứt kính nha, bán giải trí, xài cảm ứng bình thường, em bán 350 nha. Bị nứt kính nha, em tải sẵn ứng dụng rồi, chỉ cần chơi ứng dụng không cũng lũ lời ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng một nùi luôn ha, cảm ứng xài bình thường luôn, bị nứt kính nha. Rồi cây này 350 nha, 350 bỏ sim được luôn, 2 sim 1 thẻ nhớ luôn nha.
Rồi mã số 27 nè, GTS 1516 Plus ha. Cây này thường thường em bán 500 nay em sổ luôn. Cây này rẻ em bán rẻ cho bà con luôn ha. Cây này pin nó 5000 luôn, pin nước còn mạnh mẽ luôn. Hậu lai tốt, Android nó 5 chấm luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn ha. Cây này xài được 2 sim 4G. Sim thì mở cái nắp này nè, ngay chỗ này nè, bật nắp lên có 2 sim một thẻ nhớ nha. Cây này 350, mã số là 27 nha. Máy móc gin vòng bộ gin hết toàn bộ, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, reset rồi tải ứng dụng sẵn luôn ha. Pin thì rất là tốt nha. Đó, cây này 20, mã số 27, 350 nha. Mã số 35 nè, cây iPhone 5 ha, iPhone 5 bị ám nha. Đó, iPhone 5. Đó, iPhone 5 nè ha. Đó, cây này em bán nghe gọi tốt ha, giải trí này kia ha, 500k, mã số là 35 ha. Cây này em thấy cũng không ám gì mấy ha, máy móc ok luôn. Đó. Em tải sẵn ứng dụng vô con rồi ha. Máy móc ok luôn, đã ha. Nghe gọi ok, lông pin rất là tốt luôn. iPhone 5 một thời á, 500k cái này ha, mã số là 35 ha. Rồi 36 nè, cây này cây Lenovo A700 ha. Đó, cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này cái vỏ nó hơi xấu ha. Rồi em bán 450 nha, em sửa giá là em bớt ha, 450 cái này ha, mã số là 36 nha. Lenovo A ha. Đó, màn hình Ryzen nguyên cây full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin rất là tốt luôn, xài được 2 sim 4G, Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn ha. Máy móc ok luôn. Đó, màn hình đẹp luôn ha. Mua về cho cháu nó chơi game cũng lời nữa ha. 450, mã số là 36 nha. Rồi mã số là 43 nè, cây Galaxy J7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, mã số là 43 nha. Đó, 700k cây J7 Prime luôn. Màn hình không đủ tiền, màn hình đó đủ tiền đúng không? Đó, J7 Prime mà vô hãng thay cái màn hình thì không giá triệu mấy. Cây này nguyên cây luôn, em bán giá có rẻ bèo có 700. Mã số là 43 ha, 700k ha, 2 sim 4G của Sam luôn nha. Rồi 45 nè, cây Galaxy J7 Pro ha. J7 Pro màn hình hơi ám ha. Đó. Màn hình này Ryzen nha. Màn Ryzen ở hãng không là giá 1.2 triệu. Giá 1.2 triệu màn hình Ryzen nha. Cây này ám nhẹ, xiên nhẹ luôn. Em bán cũng bằng cái giá bằng hết luôn nha. Đó, cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android 9 chấm ha. Em bán có 800 nha. Cái màn hình Ryzen không đủ tiền ha. À, mã số là 45 nha, 800k cái này ha. Cái màn hình Ryzen mà không mua ha. Ngộ ha. Mã số là 47 nha. 47 là cây Galaxy S8 Plus nha, bị nứt kính. Đó, bị nứt kính nha, cảm ứng xài bình thường. Cây này được cái là mạnh mẽ, chơi được tất cả các loại game luôn. Nhưng mà màn hình Super OLED bị bể, bị đốm nha, đốm này không có lan nha. Cứ để về xài ha, máy rất là mạnh mẽ luôn. Đó, màn hình cong luôn. Cây này xài được 2 sim nha. Cây này sạc đuôi tai si, sạc không dây, đo nhịp tim ha, rồi mà căng tay một chạm luôn ha. Mà đặc biệt là cái men này 2 sim luôn nha. Đó, Android RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm, bán 800, mã số là 47 nha. Rồi cây 48 nè, cây Redmi 5 Plus nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha, có găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn, rất là mạnh mẽ ha. Cây này chơi được game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn, bán 800, mã số là 48 nha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Máy cực kỳ luôn, em tải sẵn ứng dụng luôn, tải sẵn luôn ha. Đó, chơi game này kia ok luôn ha. À, máy mạnh lắm nha. Rồi máy móc ok, full chức năng ha, em test kỹ cho bà con ha, mã số là 48 nha, 800k ha, chơi game ha. Rồi mã số là 51 nha, cây này J7 Prime nha, J7 Prime RAM 3 nè, bộ nhớ 32 rồi 8 chấm luôn. Cây này em bán 700 ha, mã số là 51 nha, J7 Prime nha. Đó, màn hình nó hơi lót miếng ha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, màn hình là ok luôn ha. Nó bị lót giống trắng trắng miếng ha. Rồi cây này mã số là 51 nha, 700k J7 Prime nha. Rồi máy là 02 ha,
Cây này Galaxy G530 nha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim luôn ha. Cây này có nguồn Sam luôn nha. Cây này em bán 350, mã số là 02 ha, 350 nha, full chức năng, zin nguyên cây luôn. Xài được 2 sim luôn nha. Máy móc ok, pin rất là tốt ha. Rồi cây này 350 nha, mã số 02 ha. Rồi mã số là 03 nè. Cây này Galaxy S5 nha, cây này tiếng Anh. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha. Mã số là 03 ha, có đo nhịp tim. Đó, có hồng ngoại luôn nha. Máy này của màn hình không đủ giá tiền ha, zin nguyên cây luôn. Màn hình zin luôn nha. Đó, của S5 nha, Galaxy S5 đã luôn ha. Hàng này cũng là nói vô giờ nó cũng hiếm rồi. Đó, ai mà sở hữu cũng tương đối là hàng cổ rồi ha. Cây này giá 400 nha, mở số 03 ha. Rồi cây 06 nè, cây này cây Galaxy Z5 nha, Z500 học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán giá 450 luôn ha, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc zin nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình zin luôn. Đó, zin nguyên cây luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng ha, pin rất là tốt, wifi đầy đủ, 2 sim 4G luôn. Đó, cây này em bán 450, mã số là 06 ha. Rồi cây này mã số 11 nè, cây này cây Galaxy Z5 Prime nha. Z5 Prime RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm luôn, Android rất cao ha. Em bán 550 nha, mã số 11 nha, 550. Máy móc ok, zin nguyên cây, full chức năng luôn. Z5 Prime ha. Đó, máy chạy nè, không thấy đường luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Máy ok ha. Bỏ sim vô, 2 sim nghe gọi luôn nha. 550, mã số 11 nha. Rồi mã số 13 nè, cây Galaxy Note 3 nha. Galaxy Note 3 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 5 chấm. Zalo, Facebook, YouTube ok luôn ha. Cây này em bán có 500 nha, Note 3 luôn nha, màn hình không đủ tiền ha. Zin nguyên cây, full chức năng luôn. Rồi vỏ nó hơi xấu ha, ngay nút nguồn cũng hơi xấu, bị bè mẻ ha. Cây này mã số 13 nha. Mã số 13 ha. Nó màn hình nè, Super AMOLED, tải con cá lội không thấy đường ha. Đó, có cây viết luôn nha. Máy RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, em bán có 500k thôi nha, 500k bỏ sim nghe gọi ok ha. Mã số 13 nha. Rồi cây số 19 nè, cây Redmi Note ha, cây Redmi. Rồi cây Redmi Note 4 nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán giá 700 nha, găng tay một chạm, có đèn led case nè, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. À, cây này RAM 3 nha, chơi được liên quân wifi về up luôn. Giá là 19 nha, mã số 19 nha, giá 700 ha. Máy full chức năng, riêng nguyên cây luôn, màn hình đẹp luôn ha, pin thì rất tốt. Đó, máy móc nè, chạy không thấy đường luôn. Rất là mạnh nha, chơi được liên quân luôn á. Rồi cây này em bán 700 ha, mã số là 19 nha. Rồi mã số 20 nè, cây Redmi Note 3 nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán giá là 700 nha, mã số là 20 ha. Đó, RAM 3 luôn, găng tay một chạm, đèn led case luôn, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha, 700k nha. Đó, máy móc là không thấy đường luôn, rất là đã nha, zin nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 700 nha, mã số 20 ha. Rồi mã số 22 nè, cây Redmi Note 5 nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, mình rau nó 9 chấm luôn. Cây này em bán giá 1 triệu nha. Đó, găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim 4G mà RAM 4, 64 luôn, chơi được tất cả các loại game luôn. Mã số là 22 nha. Máy ok, zin nguyên cây luôn. Đó, chơi được game đã lắm nha. Đó, máy móc nè, chạy không thấy đường luôn, rất là mạnh mẽ luôn ha. Rồi cây mè màn hình zin luôn. Rồi giá chính giá 1 triệu ha, mã số là 22 nha. Găng tay một chạm, đèn led case luôn ha. Rồi mã số 24 nè, Galaxy S9 nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này S9 nha, nguyên bản luôn. Cây này của thằng Sam luôn ha, xài được đo sạc không dây nè, có sạc Type-C nữa ha. Đó, bán giá 2 triệu nha. Cái màn hình là zin cây luôn, full cây luôn, không nứt, không bể, không gì hết luôn. Máy móc full luôn nha. Đó, đã lắm nha, không bể, không nứt, không gì hết luôn. Sạc đuôi Type-C, sạc không dây luôn. Màn hình cong Super AMOLED luôn, găng tay một chạm luôn. Đó, cây này em bán giá 2 triệu nha, S9 luôn ha. Mã số là 24 nha. Có sạc Type-C luôn ha.